Xin chào cô chú anh chị, hôm nay em đang có mặt tại xã Sa Me, huyện Chư Đông, tỉnh Sa Nai để giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 16 hecta nha quý chị. Hiện tại thì đã trồng đông đặc cao su rồi, cao su thì đang khai thác cũng khá là đẹp, cây đều đẹp. mấy đất này ba chủ mong muốn với cái giá là 850 triệu trên một hecta nha quý chị. Đất của chúng ta thì ôm được 600m mặt đường đất, cách khu đông dân cư đường nhựa chỉ một cây ba số thôi cách trung tâm xã trường chợ đường dt 675 là ba cây rưỡi cách trung tâm huyện trừ bờ đông là 19 km cách quốc lộ 14 là 14 km và cuối cùng là cách thành phố Pleiku và sân bay là 27 km nói chung đường xá thì cũng khá là thuận tiện rồi hiện tại thì ô tô có thể vào tận nơi nha quý chị thế đất thì thoải đẹp phần diện tích đất bằng thì chiếm phần lớn như quý vị. À, còn lại là thải đẹp. À, chất đất nó đỏ gian tươi xốp, thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau. Chất đất này thì cũng khá là tốt nha quý chị. Đây như em quay đây thì cô chú anh chị mình có thể thấy được này. cao su cũng khá là đẹp nhé cao su này 13 năm tuổi rồi. Cây thì cũng khá là đều và đẹp. Thì đất thì em quay đây thì tương đối là bằng nha quý chị có một số chỗ thì nó hơi thoải một xíu thôi à, nói chung đa phần là bằng nha cô chị à, ở trên vùng đất xa này thì nó phù hợp với cái cây cao su này nói chung cho chất lượng mùa này cũng khá là tốt nhé à, nếu như cô chú anh chị mình còn bất cứ thắc mắc gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0929 339929 hoặc quét bạn Zalo với em theo số điện thoại này luôn để em có thể gửi hình sổ sang cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo và có thể trao đổi giải quyết tất cả những vấn đề mà cô chú anh chị đang còn thắc mắc em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này và bây giờ thì cũng xin chúc cho toàn thể cô chú anh chị có một sức khỏe dồi dào và luôn kiếm tìm được những mảnh đất như mình mong muốn em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em xin chào và hẹn gặp lại